Cái đoạn câu hỏi là nó có, mình có 18 câu cả nhà nhé. Cho nên cơ hội rất là nhiều. Cơ hội rất là nhiều, các bạn cố gắng lên nha. Mà nhớ phải nhanh. Chứ còn nếu mà làm đúng mà chậm nó cũng chấm điểm ít hơn cái người làm sai mà nhanh á. Rồi, bắt đầu. Game pin ở cuối màn hình đấy. Liều dùng tối đa các sản phẩm nào sau đây chính xác? Mobic 7,5mg một ngày, Acoxia 90mg một ngày, Diclofenac 150mg một ngày. Đáp án đúng là câu có 8 người trả lời đúng thôi. Mobic chính là Meloxicam. Thì phải là dạ là 15mg một ngày. Acoxia chính là Etoricoxid thì phải có là dạ 120mg một ngày. Chỉ có Diclofenac là dạ 150mg một ngày cả nhà nhé, là đúng. Rồi, tiếp theo câu 2. Thiện, trời ơi, Thiện đang dẫn đầu. Thiện hôm nay quyết tâm lấy áo blue cho Nam hay sao ấy. Mọi lần Thiện nó nghĩ là chắc không có cho Nam cho nên là nó không thèm. Sát nút luôn này, hoa này, hồng này, Tuyết, Lê Hương, ô cha cha. Tiếp theo nha, câu 2. Các sản phẩm nào sau đây cần lưu ý khi sử dụng cho người bị đau dạ dày? 1. Theralane, 2. Diclofenac, Medron, Opsace, Acoxia, các thứ các bạn đọc kỹ đi nha. Cái này bắt buộc là các bạn phải thuộc tên hoạt chất ấy, thì các bạn làm mới chuẩn được. Opsace là vitamin C đấy cả nhà. Có 9 người trả lời đúng. Không biết là đúng thật hay là hên xui đây. Theralane chắc chắn rồi, bởi vì nó có hoạt chất là dạ kháng histamin H1 thế hệ 1. Nó là alimemazin. Thì nó làm sao? Alimemazin thì nó làm gọi là giảm tiết cái chất màng nhầy này. Diclofenac là NSAID chắc chắn là hại dạ dày rồi. Meron với hoạt chất là methylprednisolone corticoid ha. Và Opsace là vitamin C liều cao. Vitamin C bình thường á, vitamin C khi mà dùng cho người bình thường á thì mình dùng khoảng tầm là dạ liều tối đa vitamin C là 2g một ngày, 2g một ngày. Thì đấy là đối với những trường hợp mà phải điều trị các bạn thiếu bệnh ascorbic do thiếu vitamin C. Còn người dùng thông thường thì mình dùng để tăng đề kháng thì thường dùng 500 đến 1000mg thôi. Nhưng vì nó là acid ascorbic cho nên là dùng liều 1000 thì cũng phải cẩn trọng trong cái việc mà đối với những người mà bị đau dạ dày, vì bản chất của nó là acid nha. Cái nhóm thứ hai thì mình có rutin C 50-50 hay thì không ảnh hưởng gì đến dạ dày. Glucosamine sulfate thì cũng có một số trường hợp là cũng có kích ứng dạ dày, nhưng mà nó tùy trên cái cơ địa khách hàng. Còn tiếp cái đáp án 3, Arius thì không ảnh hưởng đến dạ dày, Rubafin không ảnh hưởng đến dạ dày, Efferagan càng không nha. Cho nên đáp án đúng của chúng ta là câu 1. Tiếp theo. Wow, Hoa đã lên đầu, Thiện xuống thứ 3. Ở đây là Thiện là chắc là trả lời chậm hơn Hoa này. Tuyết đã lên thứ 2. Ồ, Hoa Mai đã lên thứ 5 rồi. Hồng xuống thứ 4. Câu 3. Ibuprofen được sử dụng để hạ sốt khi không đáp ứng với paracetamol, đúng hay là sai? Đúng hay sai? Chỉ có 6 bạn trả lời đúng thôi. Bởi vì các bạn biết sao, câu này chỉ bởi chỉ được dùng khi không đáp ứng với paracetamol và không phải do sốt xuất huyết nha. Chứ còn nếu mà một điều kiện không đáp ứng với paracetamol mà chuyển sang dùng ibuprofen ngay là sai, bởi vì rất có thể người đó đang bị sốt xuất huyết nha. Chỉ có 6 bạn trả lời đúng. Nếu mà các bạn chọn sai thì là đúng nha. Xem nào, Hoa vẫn giữ vững này. Hồng đã lên vị trí thứ 2, Thiện xuống thứ 4. À, chị Dương đã thấy rồi. Tuyết thứ 3 rồi, tiếp theo nha. Chọn mô tả đúng về nhóm PPI. Nên khởi đầu với liều thấp nhất có tác dụng. 2. Có thể thay đổi tăng giảm liều trong quá trình sử dụng. 3. Nên dùng trước ăn sáng 30 phút để có tác dụng tốt nhất. Cả 3 đều đúng. Hay quá, các bạn chọn tít hay quá. Rồi, 17 người trả lời sai. Chỉ
người trả lời đúng thôi. Tại sao câu này cả ba đều đúng là đúng, nên khởi đầu với liều thấp nhất có tác dụng. Đúng, hôm đấy cái câu đấy là nó có trong bài học luôn rồi, đúng chưa? Có thể thay đổi tăng giảm liều trong quá trình sử dụng cũng đúng. Đấy, nó khác với kháng sinh. BBI các bạn hoàn toàn có thể thay đổi quá tăng giảm liều trong quá trình sử dụng. Có thể là mình bắt đầu với liều cao, sau đó mình chuyển qua duy trì mình dùng liều thấp hơn. Đấy, hoặc là có thể là bắt đầu mình bằng liều thấp. Đấy, nhưng mà sau đấy mình dùng mình thấy không đáp ứng thì mình lại tăng liều cao lên. Đấy. Rồi, nên dùng trước ăn sáng 30 phút để có tác dụng tốt nhất là chuẩn luôn rồi, đúng chưa? Đấy. Tiếp theo. Xem nào. Câu này những người trả lời đúng lúc nãy đều trả lời sai, dẫn đến là thiện đã xuất hiện lại ở trên bảng này. Tiếp theo nha. Nhận xét nào sau đây đúng? Antacid nên được uống cách xa BBI để không làm mất tác dụng của antacid. Antacid ưu tiên sử dụng trong cơn đau dạ dày cấp. Kháng H2 có thời gian tác dụng chậm hơn BBI và antacid. Cả ba đều đúng. Câu này dễ sai lắm đó. Biết ngay mà, biết ngay câu này dễ sai mà. Tại vì sao? Câu thứ nhất nha, chị trả lời câu 1 này. Cái câu màu hồng ấy, antacid nên được uống cách xa BBI để không làm mất tác dụng của antacid là sai. Mà phải là gì ạ? Để không làm mất tác dụng của BBI. Đấy, chứ còn antacid nó có uống gần BBI nó cũng không bị làm giảm tác dụng. Chỉ có riêng BBI là gì ạ? BBI sẽ bị giảm tác dụng nếu mà gì ạ? Cái pH của nó bị tăng lên. Đấy, thành ra là gì ạ? Để không làm mất tác dụng của BI, câu này rất dễ sai. Đấy, chị đưa vào để cho một lần nữa mọi người ôn bài đấy. Antacid ưu tiên dùng trong cơn đau dạ dày cấp là đúng. Kháng H2 có thời gian tác dụng chậm hơn BBI và antacid là sai. Kháng H2 có thời gian tác dụng chậm hơn antacid nhưng nhanh hơn BBI. Hoặc lực của nó thì yếu hơn BBI, nhưng thời gian tác dụng của nó, tức là cái thời gian mà để phát huy tác dụng của nó thì lại nhanh hơn BBI nha. Tiếp theo. Wow, Trang chích lên đầu rồi, xin chúc mừng Trang. Rồi, tiếp tục nha. Câu 6 này, NSAID được ưu tiên sử dụng trong cơn gút cấp viêm xương khớp do thoái hóa, đúng hay sai? Chà, nhanh quá. Rồi, 20 bạn trả lời đúng. Như chị đã nhấn mạnh, đúng chưa? Ưu tiên trong cái trường hợp mà viêm xương khớp trong gút cấp cơn thống phong. Đấy, thì là NSAID được ưu tiên sử dụng. Tiếp tục. Xem nào. Ở đây không có gì thay đổi. Câu này quá dễ đối với các bạn. Nãy ai trả lời nhanh và đúng. Tiếp theo này. Những thuốc nào sau đây có thể sử dụng để điều trị gút? Acoxia, Febuxostat, Allopurinol. Cả ba đều đúng. Câu này mà hôm trước ai nghe nhanh là nhớ đấy. Mười bốn bạn trả lời đúng, rất là may. Febuxostat và Allopurinol là dùng để điều trị gút mạn, hôm trước chị có chia sẻ rồi đúng không? Còn trong cơn gút cấp thì mình ưu tiên dùng giảm đau kháng viêm NSAID. Và qua giai đoạn đó thì bắt đầu mình chuyển qua điều trị dự phòng bằng cách là đào thải axit uric, thì Febuxostat và Allopurinol là có thể được lựa chọn. Rồi, xem nào. Câu này thì rất nhiều bạn trả lời không đúng. Dẫn đến nhưng mà những bạn, năm bạn đầu thì vẫn trả lời đúng. Tiếp tục. Hoạt lực của rabeprazole 20mg tương ứng với esomeprazole 10mg đúng hay sai? Dễ sai lắm đó nha. Chị là hay lừa lắm đó. Mười một bạn trả lời đúng nếu mà chọn sai. Ở đây tại sao chị lừa? 20mg rabeprazole là nó tương ứng với esomeprazole 40mg cả nhà nhé. Tức là tỷ lệ 1:2 thay vì tỷ lệ 2:1. Đấy. Cho nên nó dễ sai là ở chỗ đó. Mình biết là các bạn sẽ dễ sai nếu mà mình đọc không kỹ hoặc là mình nhanh tay quá thì dễ sai ha. Rồi xem nào. May quá. Trang vẫn đúng câu này. Hoa rất là sát nút Trang rồi. Hồng cũng sát nút rồi. Mai, Thiện rất sát nút nhau rồi các bạn nhé. Mà mình còn những đến mười mấy câu cơ. 11 câu cơ. Nhận xét nào sau đây không chính xác?
Không phải tất cả NSAID đều gây hại với dạ dày. Aspirin PH8 ít ảnh hưởng lên dạ dày. Diclofenac ức chế chọn lọc cốc 2 nên ít ảnh hưởng lên dạ dày. Cả ba đều không chính xác. Nhớ nha, không chính xác chứ không phải chính xác cả nhà nha. Dễ sai nha. Wow, biết ngay mà. Chỉ có 6 bạn trả lời đúng thôi. Thứ nhất, không phải tất cả NSAID đều hại dạ dày, nó là đúng. Bởi vì sao? Bởi vì có cái nhóm toxic là ít gây hại dạ dày, đúng chưa? Thì câu đấy là chính xác, thì đương nhiên mình không chọn rồi. Aspirin BH8 ít ảnh hưởng lên dạ dày cũng đúng, bởi vì nó đã bao BH8 là dạ nó xuống như giải phóng ở ruột non. Rồi, diclofenac là không phải thuốc ức chế chọn lọc cấp 2 nên câu đấy là không chính xác nha. Xem nào, câu này chắc cũng thay đổi khá khá đây. Ô, hình như câu này lúc nãy không chọn được hay sao ấy. À, bị drop. Rồi, thôi qua câu tiếp theo. Không nên dùng NSAID liều tối đa quá 8 ngày. Đúng hay sai? Mười bốn bạn trả lời đúng là đúng. Hôm nay mình lúc nãy mình có nói là dạ từ 7 đến 10 ngày nha, mình không dùng quá như vậy. Tiếp tục này. Yeah, Hoa, trời chúc mừng Hoa. Trang ngậm ngùi xuống thứ hai, Mai lên thứ ba, Thiện vẫn thứ năm, Hồng lại lên lại trên bảng này rồi. Tiếp tục nha. À, câu 11, men vi sinh có những đặc điểm nào sau đây? Dễ bị mất hoạt tính bởi thức ăn, nước nóng. Hàm lượng lợi khuẩn là tiêu chí đầu tiên để lựa chọn men vi sinh. Không nên dùng kéo dài vì dễ bị phụ thuộc thuốc. Cả ba đều đúng. Câu này coi chừng sai nha. Chính xác, 13 bạn trả lời đúng. Chỉ có một cái hoạt tính đấy thôi. Còn cái hàm lượng lợi khuẩn không phải là tiêu chí đầu tiên để lựa chọn men vi sinh, mà là dạ là cái công nghệ bào chế, là cái xuất xứ, là cái nơi sản xuất. Thứ hai, thứ ba là dạ không nên dùng mà kéo dài vì dễ bị vụ tục thuốc cũng không đúng. Cái đấy chỉ đúng với men tiêu hóa thôi. Men vi sinh các bạn dùng thoải mái. Đấy. Cả ba đều đúng là sai rồi. Ok. Xem nào. Thiện đã lên thứ tư. Thiện ơi quyết tâm đi em. Quyết tâm có blue cho Nam nha. Rồi câu 12 này, men tiêu hóa không nên dùng kéo dài liên tục quá 2 tuần, đúng hay là sai? Men tiêu hóa cả nhà nhé. Hai mươi bạn trả lời đúng, chính xác nha, nó là đúng. À, không dùng quá 2 tuần. Rồi, tiếp tục này. Ô, Thiện đã lên vị trí thứ hai rồi, Trang lên đầu lại rồi. Hoa ơi, tụt mất rồi. Hồng không thay đổi vị trí. Tiếp tục nha. Corticoid có tác dụng kháng viêm rất tốt nên hay sử dụng để bôi các vết thương nhiễm trùng da, đúng hay là sai? Dễ sai lắm đó cả nhà. Hai mươi ba bạn trả lời sai là đúng nhá. Vì sao? Cái câu đầu là để lừa thôi, đúng là kháng viêm rất tốt nhưng mà nó lại ức chế miễn dịch cho nên mình sẽ không bôi lên vết thương hở, vết thương nhiễm trùng, vết thương nhiễm nấm nha. À, như vậy là câu đấy sai. Thì 23 bạn trả lời đúng rồi. Thứ hạng không có gì thay đổi. Có, a à, chi, kim chi đã lên vị trí thứ tư rồi. Kim chi đã xuất hiện. Tiếp tục nào. Câu 14, mình còn 5 câu nữa thôi. Sản phẩm nào sau đây có hoặc chất clorbetazone propionate trong công thức? Mười bảy bạn trả lời đúng.
Emovast là dạ chlorbetazone butyrat, coxin là có beta dexamethasone với lại một cái clotrim, một cái kháng sinh khác, chloramphenicol. Đấy, nói chung không liên quan gì đến chlorbetazone butyrat, chỉ có Demovast cả nhà ha. Thiện, trời ơi, xuất sắc quá Thiện ơi. Dung, này cẩn thận với Dung nha, Dung nó hay lên cuối ở đầu lắm đấy. Nó hay lên đầu ở cuối lắm quay. Chi, lên ba rồi. Trời ơi, Lâm Hoa của tôi rồi Trang Chích rồi đi đâu hết rồi. Tốt lắm. Thiện quyết tâm lấy, đừng để cho Dung nó nhảy lên nghe Thiện. Tiếp tục này. Corticoid và rubatadin có thể được sử dụng trong mọi trường hợp liên quan đến dị ứng hoặc viêm nhiễm, đúng hay sai? Câu này dễ sai lắm nha, dễ nhầm lắm đó. Hai mươi bạn trả lời sai, ai chọn sai là đúng. Bởi vì sao? Nó đúng trong trường hợp dị ứng nhưng mà nó sai trong trường hợp viêm nhiễm. Rubatadin chỉ dùng trong trường hợp là dạ viêm do dị ứng mà thôi, chứ nó không phải là dạ, nó viêm cho mọi trường hợp khác là không đúng. Còn corticoid thì ngược lại, viêm được cho mọi trường hợp khác, kể cả xương khớp, kể cả hô hấp, kể cả viêm do dị ứng hay không. À. Rồi tiếp tục. Wow, Thiện vẫn rất là tốt nha. Chi đã lên vị trí thứ hai rồi, Chi bám rất là sát nút Thiện luôn. Chi với lại Mai, Hoa Mai bám rất sát nút. À, Dung thứ tư rồi này. Chúng ta chỉ còn 4 câu nữa thôi, à 3 câu nữa thôi. Việc dùng corticoid liều cao kéo dài cần tuân thủ những nguyên tắc nào sau đây? Giảm liều dần dần trước khi dừng hẳn, nên dùng sau ăn trong khoảng thời gian 6 đến 8 giờ tối. Uống 2 lần một ngày để tăng hiệu quả tác dụng, cả 3 đều đúng. Tốt, 19 bạn trả lời đúng, 19 bạn trả lời đúng. À, là gì ạ? Chỉ có giảm liều dần dần trước khi dừng hẳn thôi. Còn câu thứ hai là gì ạ? Dùng sau ăn trong khoảng thời gian 6 đến 8 giờ tối là sai, phải 6 đến 8 giờ sáng ha. Uống 2 lần một ngày để tăng hiệu quả tác dụng cũng không đúng, mà nên gì ạ? Tốt nhất là nên dùng một lần một ngày. À, để giảm cái sự ảnh hưởng lên cái việc bài tiết corticoid tự nhiên của cơ thể. Rồi, xem nào. Wow, Dung lại sát nút của Thiện rồi. Hồng đã lên vị trí thứ ba, Tuyết thứ tư, Trang thứ năm, mình chỉ còn 2 câu nữa thôi cả nhà nhé, 2 câu nữa thôi. Alpha chemotrypsin là kháng viêm dạng men có thể được sử dụng để giải độc khi quá liều paracetamol, đúng hay sai? Yeah, sai. Alpha-gemodipsin nó không liên quan gì đến acetylcysteine cả nhà nhé. Chỉ có acetylcysteine là được dùng để giải độc khi quá liều thôi. Ok, xem nào. Wow, thứ tự không có gì thay đổi. Có Trang Chích lại lên lại rồi. Câu cuối cùng cả nhà nha. Câu cuối cùng, nhanh và chính xác nha. Nhanh và chính xác. Nhận xét nào sau đây là chính xác? Các chế phẩm từ ong không nên sử dụng cho trẻ dưới 1 tuổi. Các chế phẩm corticoid bôi ngoài da đều có hoạt lực giống nhau. Kháng histamine không nên sử dụng trong mọi trường hợp ho khan, ho đờm. Cả ba đều sai. Nhận xét nào sau đây là chính xác? Mười tám bạn trả lời đúng, là đúng nhá. Dạ, các chế phẩm từ ong không nên dùng cho trẻ dưới 1 tuổi, đây là khuyến cáo chính thức của WHO, kể cả keo ong, kể cả mật ong, siro ho, có mật ong vân vân. Thứ hai này, các chế phẩm corticoid bôi ngoài da đều có hoạt lực giống nhau là sai, đúng chưa? Hôm trước mình nói rất kỹ ở chỗ này rồi, nó còn phụ thuộc vào cái đuôi dẫn xuất, còn phụ thuộc vào là dạng cream hay là dạng mỡ hay là dạng lotion, tức là hoạt lực của nó hoàn toàn khác nhau và còn phụ thuộc vào nồng độ hàm lượng nữa. Rồi, kháng histamine không nên sử dụng trong mọi trường hợp ho khan, ho đờm là không đúng. Chỉ có không nên sử dụng trong trường hợp ho đờm thôi nha, chứ còn ho khan vẫn được sử dụng bình thường. Như vậy kết quả cuối cùng để xem Thiện có được áo blue không nha, xin phép mở mic của cả lớp nha, rất là hồi hộp.
Thiện chắc là nó nắm chắc cái quả rồi, nhưng chưa biết được nữa đâu, nó chậm tay hơn người khác thì nó cũng không được. À, xem nào. Thứ ba là Hồng. Rất là tiếc hôm nay mình chỉ được cho người dẫn đầu thôi. Thứ hai là Dung. Như vậy là Thiện là vẫn bảo toàn vị trí rồi. Chúc mừng Thiện nha. Chúc mừng Thiện. Hôm nay chỉ cần tung ra là có áo blue nam một cái là Thiện đã nhận quà rồi. Thiện ơi. Thiện ơi. Dạ. Phát biểu cảm nghĩ đi. Dạ nha cô, nói chung là chị cảm thấy rất là vui, bản thân chị cảm thấy rất là vui. Các bạn có biết tại sao không? Bởi vì chỉ có một bạn nam duy nhất trong lớp mà đến hôm nay là gì ạ? Đến hôm nay là thể hiện tiếng nói là bất chấp tất cả các bạn nữ rồi. Hôm nay ngày 1 tháng 4 thôi chứ không phải là ngày ngày gì cả, nhưng mà Thiện vùng lên rất là dữ dội ha. Ok, mình đã kết thúc cái học phần về thuốc các bạn nhé, mình đã kết thúc cái học phần về thuốc. Thì ngày thứ 6 tuần này là mình bắt đầu mình qua học phần về tư vấn kê đơn. Đây là cái học phần mà chiếm thời lượng nhiều nhất trong cái khóa học của mình. Và mục tiêu của mình như từ đầu mình nói á, là dạ sau cái khóa học này các bạn phải thuần thục trong cái việc là dạ tư vấn kê đơn cho 40 cái triệu chứng phổ biến. 40 đến 60, tức là trong cái quá trình mà mình nói mình sẽ lồng thêm nhiều cái triệu chứng khác mà nó không có trong cái tài liệu chính thức. Thì các bạn phải cố gắng là gì ạ? Qua cái phần đấy là cái phần mà mình sẽ thực hành rất là nhiều, case by case mình đóng thực hành rất là nhiều. Thì cái đầu tiên mà mình muốn các bạn ôn lại một mặt đấy là gì, là thuốc, toàn bộ cái phần mà mình đã học. Bởi vì cái việc mà qua tư vấn kê đơn nó phụ thuộc vào cái phần thuốc mà mình nắm chắc rất là nhiều, mình lựa chọn thuốc nào, liều lượng ra sao, dạng bào chế như thế nào. Đấy, thì đầu tiên là mình học thuộc về thuốc. Cái thứ hai, các bạn hãy nhớ lại cái các bạn hãy học lại cái 6 bước tư duy trong cái quá trình tư vấn bán hàng. Để lúc đó là gì ạ? Mình vừa hỏi bệnh được đủ đầy những cái câu hỏi nào mình cần phải hỏi trong 6 bước đó, bán thêm bán chéo lúc nào ra sao, và cái việc vượt qua từ chối của khách hàng như thế nào. Đấy, khai thác kỹ càng ra sao. Thì đấy là hai cái mà các bạn mình nhấn mạnh là các bạn phải ôn lại trước khi mà bước qua cái buổi thứ sáu đó nha. Một là toàn bộ cái phần về thuốc đã học, những cái thuốc chủ chốt, đấy là những cái thuốc chủ chốt mà mình sẽ ứng dụng để tư vấn kê đơn sau này. Đấy. Và thứ hai là cái quy trình trong cái 6 bước tư duy bán hàng là các bạn cũng phải thuộc, và các bạn cố gắng là gì ạ? Mình đến khi mà qua cái phần đó rồi thì các bạn cố gắng là gì? Sau mỗi buổi học tự mình đóng vai, tự mình tưởng tượng ra các tình huống mà khách hàng người ta hay hỏi, tự mình tư duy, tự mình gọi là mình luôn luôn trong cái tình trạng là dạ mình luyện tập mọi lúc mọi nơi, để cho bắt đầu cứ sau mỗi cái bài về bệnh, về triệu chứng, về cái phần thực hành đó thì là dạ thì là mình thuần thục luôn, mà mình gặp khách hàng đó là mình gặp cái đối tượng mà bệnh đó là mình hoàn toàn mình có thể xử lý được nha. Rồi, cảm ơn cả nhà nha. Hẹn gặp lại Hương, lưu cho chị nha. Hương lưu cho chị để giữa khóa chị tổng kết một lần và chị gửi qua một lần. Chúc cả lớp ôn bài chắc chắn để cho mình bước qua phần kê đơn. Nếu mà các bạn học phần thúc ấy, các bạn đã thấy nó hay hay một rồi ấy, thì các bạn học qua phần tư vấn kê đơn, các bạn sẽ thấy nó hay gấp 10 lần. Cái đấy là mình chia sẻ thật sự luôn. Bởi vì sao? Đấy là lúc mà bắt đầu mình ứng dụng những cái mà mình đã học và ứng dụng một cách gọi là thực tế. Các bạn, nó là toàn bộ những cái cây thực tế luôn mà mình chia sẻ với các bạn ở trên đó. Cho nên là dạ, cố gắng học thật là chắc cái phần mà đã học, và đến khi mình chuyển tiếp qua cái phần tư vấn kê đơn thì cực kỳ hấp dẫn. Và lúc đấy là bắt đầu mình cảm thấy như là mình bắt đầu là thực dược sĩ thực thụ rồi đấy, dược sĩ tư vấn thực thụ rồi, là khi mà các bạn qua phần tư vấn kê đơn nó mới thành là cái phần thực thụ đó ha. Mình sẽ lồng ghép toàn bộ về phần kiến thức, về thuốc, về bệnh và về cái kỹ năng tư vấn trong trong cái phần về tư vấn kê đơn nha. Rồi, bye bye cả lớp nha.